Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trước hết, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung thông tin chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 26 tháng 5. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung thảo luận các dự thảo luật trình Quốc hội. 88% lao động tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, cuộc vận động đã cùng chung tay giúp đỡ cho hàng trăm địa chỉ nhân đạo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội thảo luận trực tuyến và thông qua dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng cả thành viên trong đoàn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia đóng góp ý kiến quan trọng vào dự thảo đầu tư sửa đổi trong phiên họp buổi chiều. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Đây là dự án luật có tác động lớn đến kinh tế xã hội, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực liên quan với nhiều luật nên đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một số nội dung chính của dự thảo luật xin ý kiến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này gồm việc xem xét để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và các cam kết quốc tế về môi trường. Việc đánh giá những tác động của 13 nhóm chính sách liên quan đến kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách trên cơ sở tình hình thực tiễn của Việt Nam. Việc giải thích các khái niệm mới liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường, về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, về mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường. Về các vấn đề đã được đưa ra trong dự án luật có liên quan đến thu chi ngân sách, phương thức tính toán, quy định về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường. Tại phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe dự thảo luật và báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đầu tư sửa đổi. Theo đó, áp dụng luật đầu tư và các luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu bổ sung quy định tại Điều 4 để phân định rõ phạm vi điều chỉnh cũng như nguyên tắc áp dụng của luật đầu tư và các luật có liên quan, đồng thời sửa đổi bổ sung các quy định cụ thể tại dự thảo luật đầu tư để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở, luật chứng khoán. Sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật khác tại Điều 77 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh để đảm bảo thống nhất với những nội dung sửa đổi bổ sung nêu trên. Về chính sách về đầu tư kinh doanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành nghề tiếp cận thị trường, có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó đã tính đến yếu tố quốc phòng an ninh. Ngoài ra, nội dung về đảm bảo quốc phòng an ninh còn được quy định ở các điều khoản khác của dự thảo luật. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện về quốc phòng an ninh và bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại đến quốc phòng an ninh quốc gia. Góp ý về vấn đề này, đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: Thực tế có một số nhà đầu tư vì lợi nhuận trong quá trình đầu tư chưa chú trọng nhiều đến đầu tư các hệ thống xử lý chất thải, rác thải một cách có hệ thống. Do đó, việc xử lý hạn chế không triệt để sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của con người và tự nhiên, để lại hậu quả lớn và lâu dài. Do đó, cần phải quy định cụ thể trong luật này để có thêm chế tài, đề nghị bổ sung khoảng 3 như sau. Nhà đầu tư bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, quốc gia, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, đại biểu Phạm Như Hiệp cũng đã góp ý về các nội dung liên quan như về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh điều 6, về ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư điều 17, về thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh điều 33, về điều chỉnh dự án đầu tư điều 42, về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư điều 45, về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư điều 50. Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị triển khai hội thi lần thứ 10 năm 2020 được ban tổ chức tiến hành trong sáng nay với nhiều nội dung chương trình mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Phan Thiên Đình đã đến dự. Khác với những lần tổ chức trước, bắt đầu từ lần thứ 10, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh sẽ được tổ chức hàng năm với đối tượng dự thi mở rộng đến mọi cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam có các đề tài nghiên cứu giải pháp kỹ thuật.
Các đề tài giải pháp kỹ thuật dự thi được đăng ký theo 6 lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo và lĩnh vực khác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Phan Thiên Định chỉ đạo hội thi năm nay tập trung vào những đề tài giải pháp liên quan đến công nghệ thông tin, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác, hướng đến phát triển ngành khoa học công nghệ của tỉnh trong những năm tới. Đồng thời, Phó Chủ tịch Phan Thiên Định đề nghị ngành giáo dục tỉnh Đoàn cần động viên khích lệ niềm đam mê khoa học trong nhà trường để các tác phẩm dự thi thực sự thể hiện sáng tạo, cảm hứng của học sinh sinh viên. Tập trung đánh giá các tác phẩm dựa vào tư duy sáng tạo, hướng đến những giải pháp thúc đẩy kinh tế, giải quyết được các nhu cầu của xã hội. Dự án hầm Hải Vân 2 triển khai từ tháng 4 năm 2016, tổng mức đầu tư 8.516 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. Nhưng với tiến độ hiện nay thì mục tiêu về đích trước 3 tháng là hoàn toàn khả thi. Khi ổng hầm 2 hoạt động, ổng hầm Hải Vân 1 sẽ lưu thông hai làn một chiều, kết nối giao thông thuận lợi hơn giữa các địa phương khu vực miền Trung cũng như tuyến du lịch Huế, Đà Nẵng, Hội An. Qua gần 4 năm thi công, với khoảng 600.000 mét khối đá được vận chuyển, hơn 6,2 km đường hầm Hải Vân 2 được đục thông. Đến nay, các hạng mục như đào, gia cố, bê tông vỏ hầm, bê tông mặt đường, nền đường, đường bảo dưỡng cơ bản hoàn thiện. Cùng với đó, những cây cầu đường dẫn hai đầu Bắc Nam cũng thảm nhựa hơn 90% khối lượng. Hệ thống thiết bị cơ điện, hệ thống giao thông thông minh, phòng cháy chữa cháy đa phần được đặt hàng từ châu Âu đã tập kết trên 90%, trong đó lắp đặt trong hầm gần 70%. Trước đây, với công trình hầm Hải Vân 1 thì chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc giữ vai trò chủ lực, phía Việt Nam tham gia với tư cách thầu phụ, thì ở công trình hầm Hải Vân 2, những người thợ Việt Nam đã làm chủ công nghệ khoan hầm. Hầm đường bộ Hải Vân 2 chạy song song với hầm Hải Vân 1, chiều rộng 8,5m với hai làn xe chạy một chiều, tổng chiều dài 6.292m. Để giúp nhân dân nắm rõ những tiêu chí đối tượng trong gói hỗ trợ của chính phủ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn giải thích cụ thể về những đối tượng lao động tự do được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Trong đó thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp là một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách, bán lẻ sổ số lưu động, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bao gồm người làm nghề massage, xoa bóp y học, châm cứu, không có địa điểm việc làm cố định, người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động xoa bóp y học, massage, châm cứu. Lao động bốc vác, vận chuyển hàng hóa gồm người làm công việc bốc vác hàng hóa tại các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không và tại các chợ. Người thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô hai bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển và cảng hàng không. Lao động tự do làm trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú gồm dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn, căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở ngắn ngày tương tự. Cơ sở lưu trú khác, ký túc xá học sinh, sinh viên, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm. Đối với lao động tự do làm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống gồm có nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhanh, cửa hàng bán đồ ăn mang về, hàng ăn uống trên phố, trong chợ, xe bán hàng ăn uống lưu động, quán rượu, bia, quầy bar, quán cà phê, giải khát, dịch vụ phục vụ đồ uống khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nêu rõ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ hàng tháng, thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng, dưới 15 ngày thì không được tính. Thưa quý vị, Thừa Thiên Huế có khoảng 13.000 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch. Theo thống kê, đến nay có 88% lao động tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cuộc sống của nhiều nhân viên lao động đang gặp khó khăn khi phải nghỉ việc, đang cần sự chung tay chia sẻ, hỗ trợ nhằm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này, phản ánh của phóng viên thời sự. Cũng như nhiều doanh nghiệp du lịch khác trên địa bàn, công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Kinh Thành đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nguồn khách của công ty chủ yếu từ thị trường châu Âu, Mỹ. Trong 7 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hầu như không đón được khách lưu trú. Hiện tại, công ty vẫn duy trì hoạt động, sẵn sàng đón khách trở lại với chương trình kết cầu hấp dẫn. Thế nhưng, vẫn chưa đón được nhiều khách. Do vậy, nhiều nhân viên, lao động của khách sạn phải nghỉ việc không lương. Đời sống của họ đang gặp khó khăn. Chỗ công ty em thì cái khách, nguồn khách chính là khách nước ngoài á.
thì bên nước ngoài thì họ vẫn chưa có ổn định lắm nên là thì không biết khi nào mới hoạt động trở lại bình thường được. Nên là đời sống nhân viên của bọn em thì cũng như cùng một số anh chị nhân viên du lịch nói chung thì cũng rất là khá khó khăn. Đối với gia đình và đối với riêng bản thân thì gặp rất là nhiều khó khăn trong cái chuyện kinh tế. Thừa Thiên Huế có khoảng 13.000 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch, khi có đến khoảng 9.000 người tại các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên bị ảnh hưởng phải nghỉ việc do dịch Covid-19. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều cho người lao động thôi việc hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ không lương dài hạn và thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đang cố gắng tìm hướng kinh doanh mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm việc làm cho nhân viên. Một số doanh nghiệp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân viên khó khăn để có hướng hỗ trợ sát thực. Thì mình đang tìm đủ mọi cách để có những cái khoản doanh thu khác từ nhà hàng, thức ăn, thức uống để mà tạo thêm những cái nguồn doanh thu cho khách sạn. Thì mục đích của cái đó là tạo cho cái khách sạn có một cái sinh khí, vẫn duy trì những cái hoạt động cơ bản và cũng để cho người lao động khỏi phải rơi vào tình trạng là bị nghỉ không lương hoặc là phải buộc phải thanh lý hợp đồng lao động. Đối với cái số anh em mà phải nghỉ không lương này thì công ty cũng như ban giám đốc chúng tôi là cũng đang tiến hành hoàn tất các cái thủ tục để làm sao người lao động nhận được cái gói hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang trình lên để có cái gói hỗ trợ phần nào hỗ trợ thêm từ phía công ty. Ngoài ra thì chúng tôi cũng duy trì các cái quyền lợi khác của người lao động. Vấn đề người lao động quan tâm hiện nay đó là chính sách hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp trong thời gian họ phải nghỉ thất nghiệp. Vấn đề bảo hiểm y tế, sức khỏe trong mùa dịch. Sự quan tâm sắp xếp, bố trí luân phiên nghỉ việc cho nhân viên, người lao động nếu ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài. Cuộc sống của các nhân viên, lao động trong ngành du lịch hiện nay đang cần sự quan tâm hỗ trợ kịp thời nhằm chia sẻ một phần khó khăn của họ. Cũng biết tới cái gói hỗ trợ của chính phủ là cũng chưa biết chắc chắn là mức hỗ trợ là bao nhiêu. Thì em cũng mong muốn là cái gói hỗ trợ này được sớm đưa tới nhân viên kịp thời để mà để trang trải cuộc sống gia đình. Mong muốn cái doanh nghiệp là tạo mọi điều kiện tức là để hỗ trợ, có thể hỗ trợ cho người lao động, cho nhân viên được một phần nào để trang trải trong cuộc sống của gia đình, có thể là bố trí thêm những cái ngày làm việc để hỗ trợ thêm. Chính phủ đã quan tâm với gói hỗ trợ cho lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Giờ này, các địa phương đang triển khai nhằm hỗ trợ, chia sẻ cho lao động đang khó khăn. Ngành du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố cũng đã quan tâm tìm các nguồn hỗ trợ vật chất, chia sẻ động viên tinh thần nhân viên, lao động vượt qua khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định 25 về quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2020 và thay thế quyết định số 17 ngày 23 tháng 3 của Ủy ban Dân tỉnh về việc ban hành quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước khi nghị định số 100 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành thì không phải lựa chọn lại. Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện theo nội dung của quyết định đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan. Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước và sau khi nghị định số 100 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành thì quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo nội dung của quy định này. Cùng thời điểm này, quyết định số 30 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế cũng được ban hành. Quy chuẩn này quy định chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng và các yêu cầu quản lý đối với sản phẩm tinh dầu tràm được sản xuất bằng phương pháp chưng cất thủ công từ cây tràm gió. Các sản phẩm tinh dầu tràm Huế được sản xuất phải được công bố hợp quy phù hợp với cả quy định kỹ thuật tại quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả từ đánh giá của tổ chức cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm. Tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải công bố hợp quy phù hợp với cả quy định kỹ thuật tại quy chuẩn này.
nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Y tế và đảm bảo chất lượng an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Tổ chức cá nhân sản xuất chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm tinh dầu tràm đã được công bố hợp quy với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn, ghi nhãn theo quy định của pháp luật. Quyết định nêu rõ các sản phẩm tinh dầu tràm được sản xuất lưu thông trên thị trường phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Một quyết định khác vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt về việc ban hành quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Theo quyết định, người có mặt tại nơi xảy ra cháy rừng phải tìm mọi biện pháp để ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy. Người tham gia chữa cháy phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy. Chủ rừng có rừng bị cháy, cơ quan kiểm lâm, công an, quân đội, lực lượng tại địa phương nơi xảy ra cháy rừng và địa phương lân cận khi nhận được tin báo về cháy rừng xảy ra trong địa bàn được phân công quản lý phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cho cả cơ quan đơn vị cần thiết khác biết để chi viện chữa cháy. Quyết định nêu rõ khi có cháy rừng lớn hoặc nguy cơ cháy rừng vùng giáp ranh giữa các huyện, vùng giáp ranh với tỉnh khác, lực lượng chữa cháy rừng cấp tỉnh quy định như sau: lực lượng chính gồm lực lượng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an tỉnh, kiểm lâm chủ rừng có rừng bị cháy; lực lượng phối hợp gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, các đơn vị quân đội trung ương đóng quân trên địa bàn tỉnh, công an tỉnh, lực lượng tại địa phương nơi xảy ra cháy rừng, các chủ rừng khác khi được huy động. Lực lượng tham gia chữa cháy rừng cấp xã thì lực lượng chính gồm chủ rừng có rừng bị cháy, kiểm lâm địa bàn, lực lượng phối hợp gồm dân quân tự vệ, công an cấp xã, lực lượng dân phòng, tổ đội bảo vệ rừng, lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của thôn, bản, làng, tổ dân phố, lực lượng tại địa phương nơi xảy ra cháy rừng và địa phương lân cận. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chúc mừng và thưởng nóng cho tập thể và cá nhân Công an thành phố Huế vì đã có thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án ma túy 420B, thu giữ số lượng lớn chất ma túy. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lý Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 420B, tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phá thành công chuyên án ma túy, khẳng định việc Công an thành phố Huế sớm xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ đối tượng Ngô Xuân Đạt, tên thường gọi là Bom, sinh năm 1989, trụ tại số 8/24 Lê Huân, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại, là một chiến công đặc biệt xuất sắc. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Huế trong thời gian tới tiếp tục áp dụng đồng loạt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, hình sự, kinh tế, qua đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 ngày 22 tháng 5, tại 112B đường Thạch Hãn, Ban chuyên án đã bất ngờ bắt quả tang đối tượng Ngô Xuân Đạt. Tang vật thu giữ trên người đối tượng có 3 viên nén nghi là chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng 110,8481 gram, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 894,5851 gram, 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari nghi là chất ma túy mới lần đầu tiên xuất hiện tại địa bàn thành phố Huế và 250 cây thuốc 3 số 5 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng trên là chất ma túy. Hiện Công an thành phố Huế đang tiến hành giám định số tang vật thu giữ được, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo là cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Tại Thừa Thiên Huế, sau hơn 10 năm thực hiện, đã ghi nhận rất nhiều tập thể cá nhân có tấm lòng nhân ái, chia sẻ tinh thần vật chất, giúp đỡ cho hàng trăm địa chỉ nhân đạo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Phong Điền, một trong những địa phương đi đầu và duy trì có hiệu quả cuộc vận động này. Vợ chồng anh Nguyễn Đình, chị Trần Thị Kỳ ở thôn Bào, xã Phong Chương là một trong 130 hộ nghèo của xã. Cả hai vợ chồng đều bị tàn tật và có một con trai duy nhất, năm nay 9 tuổi. Nguồn thu nhập chủ yếu nhờ vào 2 sao ruộng và công việc làm thêm thời vụ. Hàng quý, ngoài nguồn học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh chị nhận số tiền 1 triệu đồng từ một doanh nghiệp trên địa bàn huyện thông qua Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phong Điền. Hai vợ chồng chơi rồi là tan tập không mang đi được mô, có 2 sâu ruộng đó thôi đó. Thì có cho hàng học bổng có năm đó. Hoàn cảnh giáo đơn độc thân, một mình cũng có chồng, có con. Giờ sống một mình một chắc tại nhà đây.
tôi cần cái đội người chăm sóc cho vợ họ đủ và đủ một năm là có qua có cho đồng họ rồi được 1 triệu. Chúng tôi đã làm 12 năm. Phóng niên thì nổi bật cái là toàn bộ cán bộ lãnh đạo, từ lãnh đạo huyện cho đến là lãnh đạo địa phương cũng như toàn bộ nhân dân và doanh nghiệp tham gia rất tốt. Hiện nay Phong Điền chúng tôi đang bảo trợ 519 cái địa chỉ nhân đạo bằng đồng tiền đóng góp của cán bộ nhân dân của Phong Điền, mỗi năm là khoảng 900 triệu đồng và giúp cho 519 địa chỉ nhân đạo hàng tháng, hàng quý, và giúp đỡ rất là thiết thực, đi thăm từng nhà và hoạt động rất là hiệu quả, và hiện nay cái chương trình này rất lan tỏa rất là lớn. Gia đình anh Nguyễn Đình, chị Trần Thị Kỳ là một trong 530 địa chỉ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền nhận được sự hỗ trợ từ cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền phát động từ năm 2008 với vai trò nòng cốt là Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay có sự tham gia của 45 cơ quan, 72 trường học, 7 doanh nghiệp, 40 tổ chức đoàn thể khối xã, thị trấn và 34 cá nhân đã đứng ra nhận hỗ trợ giúp đỡ cho 530 địa chỉ. Riêng từ năm 2013 đến nay, tổng số tiền hỗ trợ gần 4,6 tỷ đồng. Đây là một con số ý nghĩa đối với người nghèo, người gặp hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Bà con có đối tượng là tàn tật, neo đơn, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, có cái hoàn cảnh khó khăn. Mình bản thân thì cũng vận động công tác những các công ty doanh nghiệp thì cố gắng giúp đỡ cho những cái đối tượng cho bà con. Đồng tiền chúng tôi quyên góp hàng tháng, hàng quý, và cái thời gian mà đi thì chúng tôi đi tận nhà và cũng không ảnh hưởng mấy, và số tiền cũng đến kịp cho nhân dân để mà giúp vượt qua khó khăn. Phong Điền hiện nay là địa phương đi đầu và duy trì có hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Với cách làm công khai minh bạch như cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ cơ sở trực tiếp thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ tận tay kèm theo sổ theo dõi hàng tháng, hàng quý, có ký nhận cụ thể của đối tượng hoặc đại diện đối tượng hưởng lợi trong suốt 10 năm, không chỉ giúp hàng trăm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện vượt khó mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động. Đây có thể xem là mô hình điển hình phát triển vững chắc, mang tính chiến lược, cần được tiếp tục phát huy nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.